Xin chào các bạn. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về chiếc xe Hyundai Accent phiên bản 2019. Đây là một trong những mẫu xe mới nhất được sản xuất 2019 đã về được các đại lý. Thì như các bạn thấy thì so với phiên bản trước thì xe không có gì thay đổi nhiều. Vẫn là kích thước tổng thể với chiều dài của xe là 4m44. Chiều rộng của xe đây là 1m73. Đấy, rất thoải mái. Đấy, thì đây là phiên bản đặc biệt với đèn pha bi halogen. Đây, đèn pha bi halogen và giải đèn led ban ngày, cùng với đó là đèn gầm là đèn gầm dạng bi. Khe tản nhiệt thì được mạ chrome nhìn nó sang trọng sạch sẽ hơn. Đấy, cùng với những đó là những mắt tản nhiệt với kích thước lớn này thì tăng độ hút gió làm mát động cơ nhanh hơn. Chiếc xe này thì vẫn là động cơ 1.4 cho công suất cực đại là 100 mã lực. Đấy. Đây, chiếc xe thì được trang bị chìa khóa điều khiển từ xa, có thể nhận diện xe từ xa này, rất tiện lợi cho các bạn tìm xe trong những khu mà tầng hầm để xe đông đúc ấy. Gương chiếu hậu đây thì chỉnh gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, cùng với đó là tay nắm cửa mạ chrome. Thì các bạn có thể sử dụng cái nút ấn đây như một cách đóng mở cửa xe mà không cần dùng đến chìa khóa, nhưng mà cái này bắt buộc chìa khóa các bạn phải để gần người, thì khi mình ấn này xe là khóa cửa, và mình ấn lần thứ hai xe là mở cửa, rất tiện lợi. Nếu các bạn không cần phải động đến chìa khóa mà chỉ cần để chìa khóa trong người mình thôi. Na răng thì bản đặc biệt này thì sẽ được trang bị na răng 16 inch, phanh đĩa 4 bánh na răng 16 inch. Cảm giác nó dày dặn, rất là thể thao và khỏe khoắn. Cùng với đó là những bản này thì nạp cửa mạ chrome. Đây các bạn nhé. Nạp cửa mạ chrome. Xe thì được trang bị 4 cảm biến sau này. 4 cảm biến sau và camera lùi. Đây là camera lùi của xe. Đèn hậu thì đèn hậu dạng led, đèn phanh dạng led đây. Đấy, có 3 dạng này. Đấy, đèn xi nhan, đèn lùi. Đó giải phản quang bên dưới thì nó thiết kế nó thanh thì nó đẹp hơn. Cốp xe thì cực kỳ rộng rãi thoải mái. Khi bạn có nhu cầu đi xa này hay là về quê đấy, để nhiều đồ đạc đối với dòng sedan này. Nốp dự phòng thì nốp dự phòng với kích thước cũng là 16 inch, thì ở đây là 5 nốp xe là như nhau, thì sẽ không bị giới hạn tốc độ khi chạy so với nhiều dòng xe có cái nốp dự phòng nó nhỏ hơn so với nốp chính. Đây các bạn, xe này thì được trang bị cốp điện tự động, tức là khi bạn khóa xe ra ngoài và các bạn lại gần thì trong khoảng từ 3 đến 5 giây thì xe sẽ tự động nhận diện chìa khóa bạn ở gần và sẽ tự mở cốp lên. Một cái trang thiết bị rất là hỗ trợ rất tốt cho các bạn. Đây, trong xe. Xe thì được trang bị ghế da. Ghế da màu sắc sáng, rất là sạch sẽ. Cùng với đó là các chế độ như ga tự động này đã được trang bị trên dòng xe này. Đây là chế độ ga tự động, cruise control. Đây, đây tôi sẽ thử nổ máy cho các bạn xem nhé. Rất êm, động cơ 1.4 máy rất êm. Màn hình đầu AVN, màn hình giải trí AVN. Tích hợp hệ thống dẫn đường của Hyundai rất chuẩn, như là giới hạn tốc độ 50 km/h trên quãng đường xe đang ở này. Đấy, khi các bạn tìm vị trí đường này, tìm kiếm này, theo địa chỉ này, quốc gia Việt Nam, vùng hành chính đây là sẽ là tỉnh, ví dụ như Hà Nội này, đường phố tôi sẽ chọn đây ngõ 385 Hoàng Quốc Việt. Kết quả này đi này, đi này, các bạn có thể thấy là đầu báo rất chuẩn, ví dụ như 780 m nữa sẽ có vạch qua đường theo cái lộ trình mình đi này, 1,2 km nữa là sẽ giới hạn tốc độ 60 km/h. Báo rất chuẩn cho các bạn về tốc độ xe hay là quãng đường nó tiện lợi nhất. Đấy.
Điều hòa trên xe là trang bị điều hòa tự động đây các bạn nhé, sẽ tự chỉnh lượng gió cho các bạn và các bạn có thể kiểm soát được nhiệt độ trực tiếp. Đấy. Cùng với đó là các chế độ như xây kính trước này, xây kính sau này, các chế độ gió này. Đấy. Xe thì các bạn có thể kết nối AUX này, AUX này, USB, cùng với đó là cổng cắm đây để các bạn có thể trang bị thêm một số trang thiết bị, ví dụ như là camera hành trình, các bạn có thể lấy nguồn trong đây. Xe thì trang bị hộp số tự động, đây là hộp số tự động 6 cấp các bạn nhé. Kết hợp với chế độ bán tự động thì các bạn có thể chuyển số này để đổ đèo hay là để vượt các xe trên quốc lộ ấy. Với tốc độ cao thì nó khỏe hơn. Đấy. Xe thì được trang bị camera cảm biến lùi như tôi đã giới thiệu với các bạn, thì camera lùi sẽ hỗ trợ theo góc đánh lái giúp các bạn lùi chuồng nó dễ hơn. Đấy. Và bản đặc biệt này thì đang được trang bị là 6 túi khí, đem lại cảm giác an toàn hơn cho người lái. 6 túi khí cùng với đó là các chế độ như cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, phân phối lực phanh điện tử EBD. Rất là thích hợp cho các bạn về yêu cầu cao về cái tính năng an toàn đối với một chiếc xe phân khúc hạng B. Đấy. Và xe thì còn được trang bị cửa sổ trời. Đây các bạn nhé, xe thì được trang bị cửa sổ trời. Những ngày mà không khí mát hay là thoáng đãng thì các bạn có thể mở cửa sổ trời để mình lưu thông thì nó thoáng hơn trong xe. Và cái điểm cải tiến mới sau bản này so với bản 2019 nên là trang bị tất cả các phiên bản đều là anten vây cá mập. Cùng với đó là hàng ghế thứ hai, như các bạn thấy với chiếc xe phân khúc B thì đã được trang bị thêm cửa gió hàng ghế thứ hai, cùng với đó là một cái ổ cắm nguồn đây. Hàng ghế thứ hai thì so với chiều dài cơ sở 2m6 thì đã cực kỳ thoải mái rồi, các bạn có thể ngồi thoải mái. Đấy. Với một chiếc xe phân khúc B mà được trang bị đầy đủ các tính năng điều hòa tự động này, chìa khóa ấn đề nổ start stop, cửa sổ trời hay là 6 túi khí thì nó rất thích hợp cho các bạn một chiếc xe về chạy nhu cầu đi lại gia đình đấy. Hy vọng là đối với video thì tôi review qua chiếc xe này thì các bạn có thể có thêm những lựa chọn về việc sở hữu một chiếc xe phù hợp với gia đình mình. Xin cảm ơn các bạn.